toán học kỳ 1 là đúng quen. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em học chương trình toán học kỳ 2. Bài đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các em sự bài tập bài học đầu tiên nha. Bài đầu tiên là mở đầu về phương trình. Như thường lệ những bài học trước thì trước khi tôi dạy bài tập tôi hệ thống lại lý thuyết cho các em, đúng không? Nhưng mà bài này thì sự lý thuyết rất là ít nha. Ở đó đâu khi tôi làm bài tập cho các em á, rất nhiều phần lý thuyết nào trọng tâm tôi sẽ nhấn nhận vào phương pháp dạy cho các em luôn. Này tôi sẽ không hệ thống lý thuyết cho các em và trực tiếp dạy vô bài tập luôn nha các em. Vậy thì các em quan sát vô bài tập đầu tiên nha các em. Bài tập số 1 này các em, người ta hỏi nè, với mỗi phương trình sau hãy xét xem x bằng âm 1 có là nghiệm của nó không nha, có là nghiệm của nó không, có nghĩa là nghiệm của cái phương trình này không. Vậy là phương pháp rất là đơn giản nha các em. Em muốn kiểm tra x có là nghiệm của một phương trình không, rất đơn giản. Em thế thay ngay giá trị đó vào phương trình, thay vào vế trái và vế phải. Nếu vế trái bằng vế phải thì nó chính là nghiệm của phương trình. Còn thay x vào vế trái và vế phải của phương trình mà nó khác nhau thì x đó chính không phải là nghiệm của phương trình đó nha các em. Vậy thì rất đơn giản nha. Vậy người ta hỏi nè, x một có phải là nghiệm của phương trình này không? Vậy thì em nói là với x bằng âm một các em, rồi suy ra vế trái bằng vế trái này em, vế trái là đây này, vế phải đây nha, 4x - 1 và tôi thay vào nha, x bằng âm 1, 4 nhân cho âm 1 trừ đi 1 bằng nhé các em. Rồi tôi tính này, 4 nhân âm 1 4, âm 4, âm 4 đến âm 1 là bằng âm 5, đúng không các em? Rồi vế phải bằng vế phải này các em là 3x - 2, tôi thay vào nha, 3 nhân x, x là âm 1 này các em, trừ 2. Vậy thì nào, em tính này, 3 nhân âm 1 bằng âm 3, phép nhân lần trước nha, âm 3 với âm 2 bằng âm 5. Wow, âm 5, âm 5 giống nhau. Suy ra vế trái bằng vế phải, kết luận vậy x bằng âm 1 là nghiệm của phương trình. Cái phương trình cho 4x - 1 bằng 3x - 2 nha các em. Đó, rất là đơn giản đúng không các em? Tiếp tục đến câu B nha các em. Câu B nè, x cộng 1 bằng 2 nhân x cộng 3, x - 3 các em nha. Rồi tương tự cũng vậy luôn, em thay x bằng 1 vào bên trái và x - 1 bằng vào bên phải nha. Nếu hai vế bằng nhau là nghiệm, còn không bằng nhau thì không phải là nghiệm. Đó, vậy thì em trình bày này, với x bằng 1 nha, suy ra vế trái bằng x cộng 1 bằng âm 1 là x cộng 1 cộng 1 bằng 0. Cái này 2, vế phải với em, vế phải bằng 2 nhân x - 3 bằng 2 này, âm 1 là x - 3 này, x bằng âm 1, vậy là bằng âm 4, âm 4 nhân 2 bằng âm 8. Vậy từ đây suy ra vế trái làm sao em, 0 với 8 bằng nhau không? Không nha, 0 với 8 không thể bằng nhau được, nhìn là giống khác, khác vế phải. Kết luận vậy x bằng âm 1 không là nghiệm phương trình cho cũng được nha, không là nghiệm phương trình. Một em muốn ghi ngắn gọn á thì ghi là phương trình cho, hoặc là phương trình em ghi ra luôn thì cũng được, x cộng 1 bằng 2 nhân x - 3 nha các em. Tiếp tục đến câu C nha các em. Đó, thôi các em đã hình ảnh nha. Cũng tương tự vậy luôn, với x bằng âm 1 suy ra vế trái bằng quyền thay vào nha, cộng 3 nha các em, bạn thay vào nha, 2 nhân âm 1 cộng cho 1 cộng cho 3, âm 1 cộng 1 nằm trong mặt trước nha, bằng 0, 0 mà nhân 2 bằng 0 đúng không, 0 mà cộng 3 có phải bằng 3. Đó, rồi tiếp tục vế phải này các em nha, 2 trừ cho x bằng, thay vào 2, nếu trừ ngoài của đề nha, ở ngoài ra x nó bằng âm 1 nè, thay bằng âm 1 vô, âm nhân âm là dương 1 nha, 2 mà cộng 1 thì bằng 3. Wow, từ đây suy ra vế trái bằng vế phải. Kết luận vậy x bằng âm 1 là nghiệm phương trình cho nha các em. Rồi, các em quan sát đến câu số 2 nha các em. Câu số 2 nhỏ hỏi cũng tương tự vậy luôn.
trong các giá trị là t bằng âm 1, t bằng 0, t bằng 1, giá trị nào là nghiệp của phương trình? Rất là đơn giản, em thay trực tiếp giá trị đó. Đó, thay trực tiếp giá trị t vô, lần lượt vô. Đó, với trái và với phải của phương trình. Nếu với trái bằng với phải thì nó là nghiệp. Còn thế vô không bằng thì kết luận nó không phải là nghiệp. Đúng không em? Đó, vậy thì mình trình bày nha. Một em nói là với hoặc tại đều giống nhau hết nha. Đó, với t là nha. Với t đầu tiên là t bằng âm 1 nha. Thì mình suy ra nè, với trái bằng đó, tôi biết lại cái chậm chậm thế này nè, với trái này cái này nè, thế vào nha. Âm 1 cộng 2 tất cả bên lên và âm 1 cộng 2 1, 1 bên lên bằng 1 nha. Vế phải bằng 3t cộng 4 là 3 nhân t, t là âm 1 nha, cộng 4, cách nhân làm trước nha. 3 nhân âm 1 cộng âm 3, âm 3 1 cộng 4 thì bằng 1. Wow, bằng nhau này em, thấy không? Từ đây suy ra vế trái bằng vế phải. Kết luận vậy t bằng âm 1 là nghiệm phương trình tròn. Ok, một cái được không? Để kiểm tra tiếp tục t tiếp theo là t bằng 0 nha. Trình bày ý thức ra này, với t bằng 0 suy ra vế trái bằng t cộng 2 tất cả bình, cộng vô đây 0 cộng 2 tất cả bình nha, 0 cộng 2 bằng 2, 2 bình lượng bằng 4. Rồi, vế phải bằng, rồi, hãy vào 3t cộng 4 của 3 nhân t là 0 cộng cho 4 bằng mấy em? 1. Wow, bằng nhau luôn. Từ đây suy ra vế trái bằng vế phải. Kết luận vậy t bằng âm 1 là nghiệm phương trình tròn. Tiếp theo còn một t cuối cùng là t bằng 1 các em. Đó, với t bằng 1 mình thay vào vế trái bằng, thế vào đây 1 cộng 2 cộng ngoặc này bình lên bằng 9 các em. Vế phải bằng, thấy chưa, 3 nhân t, t bằng 1 cộng 4 các em, nhân lại trước nha, 7. Ô, 9 cái 7 khác nhau. Từ đây suy ra vế trái khác vế phải. Vậy t bằng 1 nha, không là nghiệp. Của phương trình tròn. Các em quan sát đến câu số 3 nha các em. Xét phương trình x cộng 1 bằng 1 cộng x nha. Là cái phương trình này nha. X cộng 1 bằng 1 cộng x, nó cái hàng giống nhau là bằng nhau, thấy không? X cộng 1 bằng x giống nhau chứ, đúng không? Rồi, ta thấy mọi số đều là nghiệp của nó. Ồ, với mọi giá trị x vô đây đều là nghiệp của phương trình này. Đó. Người ta còn nói phương trình này có nghiệp đúng với mọi x nha. À, người ta có thể kết luận là phương trình này có nghiệp đúng với mọi giá trị x, là mọi giá trị x vô đây đều chính là nghiệp của nó. Đó. Vì thế mình gọi là phương trình có gì em? Có vô số nghiệp nha các em. Vậy thì người ta cho biết, người ta hãy cho biết tập hợp nghiệm của phương trình này nha. Vậy thì trả lời ra tập hợp nghiệm của phương trình là tập hợp em không thôi. Tập hợp thường ký hiệu bằng chữ cái y hoa, đúng không? Nhưng mà trong bài học này người ta ký hiệu chữ cái y hoa là chữ s nha, nghiệm s nha. Đó, tập hợp này, đó, tiếp theo đúng không? Nếu mà có số phần tử ở đây thì điền vô, đúng không? Nhưng mà ở đây có vô số phần tử. Em, với mọi giá trị x, ký hiệu là gì? Em học rồi, những số này nào em học rồi? Số tự nhiên nè, số tự nhiên sao học rồi đúng không? Số tự nhiên nè, rồi, số nguyên nè, số hữu tỉ nè, rồi số gì? Vô tỉ chẳng hạn, đó. Vậy thì rất nhiều số đúng không? Với mọi giá trị x là với mọi giá trị nào dùng cũng thỏa hết đúng không? Và còn cuối cùng mình học được số gì em? Số thực. À, số
Số thực gồm gì? Số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số vô tỉ, đúng không? Vậy thì lúc này em chia là S bằng R là số thực. Nhớ kỹ rồi nha các em. Rồi, vậy thì em trình bày vào. Rồi, các em quan sát đến câu số 4 nha các em nha. Câu số 4 nè, nối mỗi phương trình sau với trắc nghiệm của nó theo mẫu nha. Ở trong đây người ta nối cho mình là C nối âm 1. Nhưng mà các em ở trong đây các em phải cẩn thận như vậy ha. Có nhiều em cứ bị vậy nè, sai như vậy nè các em nha. Có nhiều em mà thấy không có một cái nối rồi, nối thêm một cái nữa mình tìm ra được một cái đáp án mới rồi. Cái kia là cái còn lại, nhiều em nghĩ là còn lại chưa chắc. Có một bài có thể nó có nhiều nghiệm sao nha. Vì thế muốn an toàn nhất thì kiểm tra hết, hãy lần lượt vào từng phương trình A, B, C luôn. Nếu vế trái bằng vế phải thì nó là nghiệm, còn vế trái không bằng vế phải thì nó không là nghiệm nha. Các em cẩn thận bên này ha. Vậy thì ở đây tôi sẽ làm cho tổ A. Tôi ở trong đây có bên này nghiệm bên tay phải, các em nhìn bên đó đó ha, có nghiệm là 1, 2 và 3 đó. Tôi thay vào luôn nha, tôi thay vào vế bằng 1 trước, đừng có nói là C nối với âm 1 rồi còn kia không phải, chưa chắc nha, phải kiểm hết mới được nha. Vế bằng âm 1 vào từ đây nè nha, suy ra vế trái nha. Tôi làm nhanh luôn nhé các em nha. 3 nè, tôi không ghi này nữa nè, vế trái nào âm 1 sẽ đây, âm 1 trừ cho 1 à, cái này này là âm 2, cái này là âm 6 đúng không? Vế phải vào 2 nhân âm 1 trừ đi 1 thì bằng âm 3. Wow, suy ra vế trái khác vế phải và kết luận là nó không là nghiệm đúng không? Đây là không là nghiệm nha. Vậy từ đây cái này là không là nghiệm, tôi không ghi nữa các em nha, tại vì mình đang kiểm tra nối mà. Đây là cách trình bày cho em coi đó. Vậy cái này tôi viết về cho nha nha. Rồi, không là nghiệm thì mình cứ nối vô đúng không? Tiếp tục với F bằng trường hợp tiếp theo là E với F bằng 2, tôi thay 2 vào ha, suy ra vế trái bằng 2 vào đây, 3, 2 trừ cho 1 đáp số bằng 3 ha. Vế phải vào, thấy chưa, 2 nhân cho 2 trừ đi 1 bằng 3. Wow, đúng rồi, từ đây suy ra vế trái bằng vế phải đó, và đây chính là nghiệm. Vì vậy nó mong ha, tại vì bài này không phải là bài từ luận nha, bài từ luận là kết luận bài hẳn hoi, còn đây là nó là nghiệm thì nối vô nha. Vậy thì 2 nối với A nha các em. Rồi, kiểm tra 3 có phải là nghiệm không? Với bằng 3 đây hết vào cho tôi. Con nào hơi dài đó. Hết bằng 3 suy ra vế trái bằng. Thế vào đây. 3 nhân cho 3 trừ đi 1. Là hết trong mặt bằng trước nha. 2 bằng 6. Vế phải bằng 2 nhân cho 3 trừ đi 1. 6 trừ 1 bằng 5. Suy ra vế trái. Khác vế phải. Phải là nghiệm không? Không là nghiệm nha. Không là nghiệm thì đừng có nối vào. Đó, là tôi kiểm tra đối với phương trình A đó nha. Rồi tiếp tục tôi kiểm tra đối với cái phương trình tiếp theo nha em. Phương trình B nè, cẩn thận đề bài nha, rất là nguy hiểm đó. Ồ, cái phương trình này chưa ẩn ở mẫu nha. Phương trình này chưa ẩn ở mẫu, các em để ý nha. Một phân thức ở trong kỳ 1 em học rồi, một phân thức mà chưa ẩn ở mẫu mà muốn tồn tại nha. Đó, thì mẫu phải các em nhớ là điều kiện khác không? Nhớ kỹ thì mà điều kiện khác không nha. Rồi, có nghĩa điều kiện bài này nè. Điều kiện bài này nè, x cộng 1 phải khác không? Phải tương đương x phải khác cộng 1. Nhớ kỹ điều này nha. Đó, cái chuẩn bị sai nha. Rồi, giờ ta thay x bằng âm 1 nè. Với F bằng âm 1 có rất nhiều em cứ thay vào đây hoàn trang nè, điều kiện nó khác một âm 1 mà. Vậy thấy đây thì không thể là nghiệm được, điều kiện là phải khác âm 1 nó mới tồn tại được, phân thức này mới tồn tại được này. Đó, nếu em thay âm 1 ở đây, đừng có nói âm 1 cộng 1 bằng 0, 1 chia 0 bằng 0 nha, là chết luôn nha, đâu tính chất chia không đúng không? Em học ngay bài số hữu tỉ lớp 7 kỳ 1 bài đầu tiên đúng không? Số hữu tỉ, số hữu tỉ được viết dạng phân số A trên B, A B thuộc Z và B phải khác không, mẫu không được bằng không. Đó, hay là có nhiều em thấy ở đây âm một chứ không, không thể tồn tại, không thể chia được. Nè, đó. Và ở đây tôi đã xác định được điều kiện này quá dễ rồi. Với x bằng âm 1 không thỏa điều kiện của đề. Điều kiện.
Vậy thì mình kết luận nó chính là gì em? Không là nghĩa. Cái này này không phải là trình bày nha, cái này được nhép nhép nha, viết nhanh nha. Đó, còn xuống hàng em kết luận kỹ hơn là với x bằng âm 1 không là nghĩa. Mà nó kỹ hơn, đẹp hơn nha. Còn này nó đang cần nổi mà, chứ đâu cần cái chuyện này nha. Rồi, giờ tới tiếp theo với x bằng 2. Có thể x bằng 2 vào đây nha. Suy ra với trái, cái này hỏi được biết rồi. 1 chia cho 2 cộng cho 1 bằng 1 phần 3 đúng không? Rồi, với phải bằng nè 1 trừ đi bao nhiêu em? Với bằng 2 thấy rồi nè 2 phần 4 đúng không? 2 phần 4 lúc đó bằng 1 phần 2 nữa. 1 trừ đi 1 phần 2 thì bằng 1 phần 2. Yeah. Với trái khác với phải thì kết luận là không năng nghiệm. Đừng có nói vô, không năng nghiệm nè. Mình đừng có nói vào, nó xong vua, bỏ luôn nha. Rồi đi học cuối cùng. Với lần 3, kiểm hết cho lan toàn nha. Chứ phải nối được cái mừng quá. Nhiều em làm được câu A, ô, khoan được câu A nha. Nối câu A vô xong còn nhảy câu B rồi quên, không kiểm hết. Nó có sót sao nha. Với lần 3, suy ra. Với trái bằng 1 chia x cộng 3 là 3 cộng 1 và 1 phần 4 đó. Với phải bằng 1 trừ đi 3 phần 4 đúng không? Quy đồng lên này, nói chung là 4 đúng không? À, 4 trừ cho 1, 4 trừ 3 bằng 1, 1 phần 4 đó, với trái bằng với phải. Vậy x bằng 3 chính là nghiệm của nó. Phải là nghiệm nha, tôi viết vậy cho nha. Đó, nghiệm. Đó, vậy x bằng 3 chính là nghiệm. Vậy thì x bằng 3 là nghiệm nó thì em nối vô nha. Vậy thì ba nối với gì? Nối với B đúng không? Đó. Còn trường hợp cuối cùng nha các em, phải cẩn thận. Cũng nhìn C nữa nha. Những em nói trời ơi C nó nối với âm 1 rồi, cũng hai kia khỏi tính. Chưa chắc, nhớ nó còn nghiệm nữa sao? Rồi, tôi viết lại cái phương trình này nha. Bài này nó nối cho mình một cái là mình xét hai cái thôi. Âm 1 nó xét rồi là nghiệm rồi ha, mình không cần xét nữa. Hai, với bằng 2 thay x bằng 2 vào ha. Cái này bằng không nha các em. Cái bằng 2 tôi thay vào, tôi thay vào với trái bằng với phải nha. Đó, lập tức nó là nghiệm chia ra với trái này. 2 vô, 2 bình trừ 2 nhân cho 2 trừ cho 3 đúng không? 4 trừ 4 trừ 3 trừ 3 khác với phải. Với phải bằng không nha. Vậy là không là nghiệm đúng không? Không là nghiệm. Đó, cái này nhát nó nói cho nghe không? Rồi, tiếp tục. Với x cuối cùng x bằng 3, mình thay vào đó nha. Với trái bằng, thấy chưa nào? 3 bình trừ 2 nhân cho 3 trừ đi 3. 3 bình là 9, 9 là 2 nhân 3 là 6, là 9 trừ 6 là 3, 3 trừ 3 không? 3 bằng với phải. Wow, làm gì? Thấy chưa? Có dùng cái sót thế này. Tí tư tiểu, đúng không? Đây chính là nghiệm. Vậy thì em nối thêm vô, em nhìn hình bên đó tôi nối lại. À, nối vô đáp án cuối cùng là 3 nối với C, 3 nối với C nha các em. Em quan sát đến câu số 5 nha. Câu số 5 là như vậy các em nha. Cho hai phương trình x bằng 0 và x nhân x trừ 1 có tương đương với nhau không? Vì sao? Các em học này. Ở trong lý thuyết là tao nói á, tao nói nha, nhưng mà chúng ngay tôi lý thuyết cũng không đề cập. Tôi nhắc lại nha. Hai phương trình tương đương là gì? Hai phương trình tương đương và hai phương trình có chung một tập nghiệm là tập nghiệm nó giống nhau á. Đó là hai phương trình tương đương nha, nó chung tập nghiệm, là có nghĩa là nghiệm giống hệt nhau hết nha. Đó, vậy thì rất đơn giản, em tìm tập nghiệm ấy ra. Tập nghiệm này quá dễ đúng không? Nhìn vô là tập nghiệm nó bằng không đó. Rồi, rồi tập nghiệm là giải phương trình này nha. Vậy thì đầu tiên sẽ xem này, ta có x bằng không nha, có tập nghiệm. Nên là cái giải x bằng không tập nghiệm nó là đó, nghiệm s bằng không. Đặt là f1 đi, tại vì hai phương trình nha. Phương trình thứ hai, phương trình x nhân cho x trừ 1 bằng không. Đây là phương trình gì em? Nhớ không? Thì một học rồi, đây là phương trình tích. Đó, hai này muốn nhân lại bằng không khi nào? Khi 1 trong hai cái bằng không. Thì nó tích, tích này nhân lại bằng không đi. Đúng không? Vậy thì tương đương là x bằng không hoặc x trừ 1 bằng không. Vậy tương đương x bằng không và x này bằng không nha em. Vậy phương trình x nhân x trừ 1
bằng không. Có tập nghiệm, có tập nghiệm là giống nhau nhau nhé. Tập S2 bằng tiến độ đây không bằng đó. Em so sánh tập nghiệm coi hai phương trình tương đương là hai phương trình có chung một tập nghiệm. Em tập nghiệm này có một không một, này có không mà có một đâu không, tập nghiệm này khác nhau. Vậy thì hai phương trình này không thể là tương đương được. Muốn là tương đương, một là này, một là ở dưới này có những cái không rồi, hoặc này thêm số mấy nữa, thêm số một nữa thì với hai phương trình mới tương đương được nha. Kết luận từ đây suy ra S1 khác S2. Kết luận vậy x bằng không và x nhân cho x trừ một các em bằng không, không là hai phương trình tương đương.